nè 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 quay sang trái nè, quay sang trái nè, quay sang trái nè. Bị lừa rồi, không có quay sang trái đâu các bạn ơi. Ok, tại mình đang có mặt tại Thế Giới Động nha. Chào các bạn, chào mừng trở lại channel Hoàn Tiền Để Tết của mình. Thì hôm nay là mình tháng 3 rồi các bạn ơi, là tháng 3 rồi nha. Đầu tháng 3 thì mình sẽ đến đây để mình cập nhật giá tất cả các dòng sản phẩm với thương hiệu điện thoại tại Thế Giới Động cho các bạn nha. Không, hiện tại Thế Giới Động ở đây có thương hiệu Realme nè, đó, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo và Nokia. Rất là nhiều dòng sản phẩm mới ra mắt luôn nha các bạn. Realme thì có Realme C35 nè, Samsung thì có nguyên một series S22 đây các bạn, Xiaomi thì có nguyên một series Xiaomi Redmi Note 11, bên cạnh đó còn có Oppo A76, Oppo Reno 7 series nha các bạn. Rất là nhiều sản phẩm mới luôn, thì các bạn muốn biết giá sản phẩm nào comment cho mình nha. Tháng 3 này thì chúng ta sẽ có một ngày rất là đặc biệt, đó chính là ngày 8 tháng 3. À, liệu thì tháng 3 này có ngày 8 tháng 3 thì Thế Giới Động có giảm giá nhiều cho các bạn hay không nha. Thì hãy cùng theo chân mình cập nhật giá từng dòng sản phẩm một. Đây, đầu tiên thì mình sẽ ghé quầy Oppo nha, để đứng gần mình nhất nè các bạn. Lâu lắm rồi. Những bạn nào mà có đăng ký kênh của mình và theo dõi mình thường xuyên, các bạn sẽ thấy hình như là một tháng mấy rồi mình chưa đăng clip á. Còn những bạn nào mới coi clip này lần đầu tiên á, thì các bạn có thể đồng hành cùng mình tiếp nha, chia sẻ nỗi đau của mình. Đó chính là hiện tại thì do nói chung là cũng rất là nhiều công việc các bạn ơi, công việc rất là nhiều, không thể sắp xếp thời gian đi cập nhật giá cho các bạn được, cũng buồn lắm chứ. Những bạn nào đang có dự định mua điện thoại thì nhớ vô coi ủng hộ mình nha. Kênh của mình thì chuyên cập nhật giá từng ngày, từng tháng, từng năm một. Nhưng mà bận quá thì không có cập nhật được thì bỏ qua nhé. Ok, đây các bạn ơi, Reno 7 nè, Reno 7 sản phẩm mới ra mắt, nhưng mà chưa có máy để trưng bày các bạn. Nhưng mà có giá rồi, các bạn muốn biết thì cứ comment cho mình nha, mình sẽ báo giá cho các bạn. Nè 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 nè, quay qua trái nè, quay qua trái nè, quay qua trái nè. Dụ các bạn vậy thôi, nói chung là cập nhật giá lâu lâu cũng phải chèn một cái gì đó vô các bạn coi đừng ngán đúng không. Đây thì mình sẽ cho các bạn một nồi thịt kho hột vịt. Ok, dòng sản phẩm đầu tiên muốn giới thiệu các bạn đó chính là Oppo Reno 6Z nha. Đây, giá hiện tại là 9.490 nè, tặng phiếu mua hàng 500.000 hoặc phiếu mua hàng Bách Hóa Xanh 750.000 hoặc phiếu mua hàng AVA 750.000 cộng trả góp 0%. Đây, thì nói chung là clip này mình chỉ cập nhật giá cũng như là chương trình khuyến mãi rồi mình quay sơ sơ điện thoại cho các bạn thôi, bởi clip này cập nhật tất cả các dòng sản phẩm thì rất là mất thời gian các bạn, nên mình sẽ quay sơ sơ các bạn thôi. Thì mình sẽ làm một cái clip riêng cập nhật giá cũng là quay chi tiết từng hãng một, từng sản phẩm một cho các bạn nhớ đón xem. Tiếp theo đó chính là Oppo A95. Đây, Oppo A95 giá hiện tại là 6.990 nha. Con này thì hiện tại đang hỗ trợ trả góp 0%. Chương trình trả góp 0%, trả trước bao nhiêu, mỗi tháng trả bao nhiêu, góp bao nhiêu tháng, các bạn có thể nhìn trên bảng giá này sẽ hiện đầy đủ cho các bạn luôn nè. Đó, bên đây là thông số kỹ thuật nha. Rồi, Oppo A95. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment cho mình ở dưới nha, tất cả luôn. Về trả góp nè, về thông số kỹ thuật của máy. Đó, mình sẽ làm một em Google. Qua đây chúng ta sẽ có Oppo A55. Oppo A55 thì giá hiện tại là 4.990, hỗ trợ trả góp 0%. Đây, Oppo A55. Hình như nó hơi tối không các bạn? Tại cái điện thoại mình quay nó hơi... Mình đang xài chiếc điện thoại đó chính là Oppo A5 2020 đó các bạn. Hôm bữa có một bạn nhắn tin hỏi mình là hiện tại chiếc này còn xài ngon hay không, thì mình báo các bạn luôn là xài rất là ngon luôn nha. Chơi game phà luôn á, mình chơi võ lâm trường kỳ rồi liên quân búp rồi bắn bum 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 luôn á. Tiếp theo là Oppo A16 thì giá hiện tại là 3.690 nha, 3.690. Đây, clip này chủ yếu mình quay giá với cập nhật chương trình khuyến mãi với quay các bạn sơ sơ về hình dáng của em nó thôi nha, còn chi tiết thì mình sẽ quay ở những clip tiếp theo. Rồi, qua đây chúng ta sẽ đến với nhà Vivo. Wow, Vivo rất là nhiều sản phẩm nha các bạn. Mà thường thì dòng sản phẩm của Vivo đó, hình như là mình thấy là giảm giá rất là nhiều luôn, mà từ đầu tháng cuối tháng luôn á.
Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu từ dòng sản phẩm rẻ nhất của Vivo đó các bạn. Hiện tại đang có mặt trên bảng demo đó chính là Vivo i15s, giá hiện tại là 3.490.000 nè. Lên đây thì chúng ta sẽ có Vivo i15a, giá là 3.990.000, hỗ trợ trả góp 0%, cộng giảm 2% khi mua trả góp ACS lãi suất 2.69 và 2.99 nha. Cái chương trình này nếu các bạn muốn biết chi tiết có thể comment cho mình nha. Đó. Còn nếu mà các bạn mua trả góp 0% với FE và HOME á, thì các bạn sẽ không được giảm 200. Đó, nó chi tiết là như vậy. Quá đẹp không các bạn? Có một điểm đặc biệt là những dòng sản phẩm của Vivo cũng như là Oppo á, mà giá rẻ các bạn mỗi lần ra mắt là sẽ có một cái thiết kế riêng rất là đặc trưng nha. Nhìn phát là biết liền à. Vivo i21 thì giá hiện tại là 4.290.000 nha, hỗ trợ trả góp 0% cho các bạn nè. Đó. Các bạn có thể coi chi tiết chương trình hỗ trợ trả góp cũng như là thông số kỹ thuật của máy ở trên bảng giá nha. Bảng giá tại thiết di động sẽ hiện đầy đủ cho các bạn luôn. Còn các bạn muốn biết chi tiết hơn á thì cứ comment cho mình ở dưới. Tất tần tật luôn nhé. Rồi, i21s phiên bản 4GB giá là 5.290.000 nè, trả góp 0% nè. i21s phiên bản 6GB giá là 5.990.000, tặng phiếu mua hàng thế di động hoặc điện máy xanh 300.000, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 450.000, hoặc phiếu mua hàng AVA 450.000 cộng trả góp 0%. Đây, i21s sẽ có hai phiên bản cho các bạn là phiên bản 4GB và 6GB. Các bạn để ý kia, nãy giờ mình cập nhật các bạn thấy cái chương trình khuyến mãi của tháng 3 này là đúng với ngày 8 tháng 3 luôn các bạn. Các bạn mua điện thoại về, những bạn nữ nào mua thì các bạn sẽ có phiếu đi bách hóa xanh nè. Đó. Còn những bạn nam nào mua về tặng cho người yêu thì tặng luôn kèm cái phiếu đi bách hóa xanh. Phiếu mua hàng AVA này là những cái shop bán trang sức rồi xe rồi đồ thể thao, đồ trẻ em của Thế Di Động mới mở các bạn. Avazi rồi Avakit rồi đó. Tiếp theo là Vivo i33s, giá hiện tại là 6.990.000, tặng phiếu mua hàng Thế Di Động điện máy xanh 300, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 450, hoặc phiếu mua hàng AVA 450.000 cộng trả góp 0%. Đây. À. Thì các bạn cứ kêu là ủa đi cập nhật này làm gì? Dạ xin thưa em đi cập nhật này về là cập nhật giá khuyến mãi mới nhất luôn nè, cho các bạn được trải nghiệm thực tế chiếc máy luôn. Đây mình cầm trên tay các bạn sẽ thấy được trải nghiệm thực tế là thiết kế như thế nào nè, đúng không? Đó. Thiết kế vuông vắn nhỏ nhắn xinh xắn long lanh lấp lánh, nhìn thấy được thực tế trên tay luôn, rất là tuyệt vời. Còn cái gì nữa đâu, đúng không? Mọi chuyện cứ để cho mình lo các bạn ơi. Đây Vivo i53s giá là 6.990.000, trả góp 0%, hoặc phiếu mua hàng di động điện máy xanh 600, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 900, hoặc phiếu mua hàng AVA 900.000. Wow, nãy giờ thấy dòng sản phẩm này là tặng phiếu mua hàng dữ nhất nè. Nhưng mà có một điều nha các bạn, nếu các bạn mua trả góp thì sẽ không được tặng phiếu mua hàng nha. Hôm đây là chiếc hoặc này nó sẽ níu kéo các bạn lại bằng cái chữ C, nó sẽ cột các bạn lại, là các bạn chỉ được chọn một trong những cái chương trình này thôi nha. Một là trả góp, hai là phiếu mua hàng di động 600.000, ba là phiếu mua hàng bách hóa xanh 900, bốn là phiếu mua hàng AVA, là chỉ được chọn một trong bốn thôi nha các tình yêu của tôi. Đây Vivo i53s, nãy giờ các bạn thấy những sản phẩm của Vivo sao, con nào cũng lấp lánh hết đó, thiết kế cho các bạn đi ba đó, cầm điện thoại lên là lắc bị lạc là người nhà tìm thấy liền à. Vivo V23e nè, giá là 8.490.000 nha, tặng phiếu mua hàng 300.000, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 450.000, hoặc phiếu mua hàng AVA 450.000 cộng trả góp 0%. Ui, cái chương trình khuyến mãi này dài quá, đọc thiệt dài vậy, nhưng mà các bạn chỉ được chọn một trong ba bốn chương trình đó thôi nha, tại vì nó có chữ hoặc á, là các bạn chỉ được lựa chọn một trong ba thôi. Tiếp theo là Vivo V21 nè, Vivo V21 thì giá hiện tại là 9.990.000. Đó, hỗ trợ trả góp 0%, hoặc phiếu mua hàng thế di động điện máy xanh 1.000.000, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 1.500.000, hoặc phiếu mua hàng AVA 1.500.000. Wow, con này cũng giảm nhiều dữ các bạn. Tặng phiếu mua hàng cho các bạn nè. À, nó nghĩa là nó sẽ không có giảm giá trực tiếp trên giá nha, mà chỉ tặng phiếu mua hàng cho các bạn thôi. V21. Để xíu nữa mình hỏi các bạn nhân viên ở đây coi là tặng phiếu mua hàng thế di động điện máy xanh 1.000.000 là có được giảm giá hay không nha.
các bạn comment cho mình ở dưới nha. Tiếp theo là V23 5G. V23 5G giá tại là 12.990.000, tặng phiếu mua hàng di động điện máy xanh 500.000, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 750.000, hoặc phiếu mua hàng Ava 750.000 cộng trả góp 0%. Ui, đây là cái dòng sản phẩm mà mình nói là giống với iPhone này, các bạn nhìn đằng trước nè, nhìn bên hông nè, thiết kế vuông vắn y chang iPhone 13 luôn các bạn. Mà nhìn camera là biết liền, nhìn camera cái logo là biết liền không phải của iPhone rồi, đó chính là Vivo V23 nha các tình yêu. Ok, tất cả dòng sản phẩm tại Di Động thì đều mới 100% chính hãng nha, chính hãng đập hộp luôn cho các bạn. Các bạn được dùng thử 30 ngày đầu tiên, 30 ngày đầu tiên nếu bị lỗi các bạn được đổi một sản phẩm mới tương đương đó. Còn thời hạn bảo hành thì tùy sản phẩm các bạn. Theo mình được biết thì Xiaomi có dòng sản phẩm bảo hành lên đến 18 tháng các bạn, nhiều khi khuyến mãi bảo hành đến 24 tháng lận á. Nhưng mà thường thì tất cả dòng sản phẩm ở đây thì bảo hành 12 tháng các bạn, bảo hành 12 tháng một đợt một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Quay qua trái. Quay điện thoại nãy giờ là phải quay gái một chút xíu các bạn. Ok, đây là tiếp theo là dòng Xiaomi Redmi Note 11 Series. Rồi đầu tiên là em Note 11S các bạn, giá là 6.690.000 nè, nó hỗ trợ trả góp 0%. Đây, gọi trực tiếp luôn. Đó, báo giá là con máy luôn. Wow. Cái cụm camera của nó nhìn như là một chiếc Canon các bạn. Wow, đẹp quá vậy ta. Như một cái ống kính zoom được gắn thêm vô nè. Đó, đây chính là Xiaomi Redmi Note 11S. Thì máy có sẵn tại cửa hàng, các bạn hãy đến trực tiếp cửa hàng nha. 222 đường Đặng Thúc Dinh, tổ 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ngay ngã ba Bầu các bạn. Ngã ba Đồn chứ, gần ngã ba Đồn á. Đây chúng ta sẽ có Note 11 6128 giá 5.490.000 nè, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng cộng trả góp 0%. Xuống đây có Note 11 464 giá là 4.690.000, tặng bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng cộng trả góp 0%. Đây. Em Note 11 này thì cái camera của nó nhìn cũng giống như Note 11S, nhưng mà cái camera chính nó không có lồi lên nha các bạn. Đó, nhìn nó phẳng vậy nè. Còn của Note 11S thì camera lồi lên. Đó. Màu đen nhám. Các bạn có thắc mắc gì để comment cho mình ở dưới nha. Comment nhiều vô, ngại ngần gì đâu. Các bạn cứ nhấn đi, nhấn mạnh vô, nhấn vô chỗ like với chia sẻ nha. Đừng có nhấn vô chỗ không địt like nha. Những lỗi địt like là buồn lắm luôn đó. Rồi, tiếp theo là bộ đôi Note 11 Pro. Đây, Note 11 Pro giá là 7.490.000 cộng trả góp 0%. Note 11 Pro 5G thì giá là 8.990.000 trả góp 0% các bạn. Đây. Thường như sản phẩm mới ra mắt á, thì không có giảm giá nhiều, mà hỗ trợ các bạn trả góp 0% nè. Chi tiết trả góp các bạn thể coi trên bảng giá nha. Wow, con này máy đẹp dữ ta. Mặt lưng sau các bạn sẽ nhìn thấy à, nhìn như cái cột sóng các bạn, sóng lưng á. Camera cũng giống với Note 11S, đẹp, thiết kế là vuông vắn nha. Thực sự nếu mà so con này với Vivo V23 thì cảm nhận của mình về thiết kế ngoài á, mình xin lỗi các bạn fan của Vivo nha, nhưng mà thực sự thì con này đẹp hơn V23 các bạn, cũng phân khúc giá. Ồ, đẹp chảy nước miếng luôn. Qua bên đây là có Xiaomi 11 Lite 5G các tình yêu ơi, giá 9.490.000. Ôi, nãy giờ cập nhật mấy dòng sản phẩm của Xiaomi rồi, thấy dòng này mới có giảm giá các bạn. Tặng phiếu mua hàng thế di động 400.000, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 600, hoặc phiếu mua hàng Ava 600.000 cùng trả góp 0%. Mình nhắc lại các bạn nha, chi tiết trả góp các bạn thể coi trên bảng giá này, thông số kỹ thuật máy này, giá là 9.490.000. Đây, 11 Lite. Ơi, 11 Lite thì chỉ là quá khứ thôi, bởi vì 11 Note 11 đã ra rồi, quá là đẹp luôn. Đây là bộ đôi Xiaomi 11T 128 nè. Giá là 10.990.000 cộng phiếu mua hàng thế di động điện máy xanh 600.000, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 900, hoặc phiếu mua hàng Ava 900, bảo hành 24 tháng cộng trả góp 0%. Đó là 11T128 nha. Còn 11T256 thì giá là 11.990.000 nè, tặng phiếu mua hàng thế di động 200, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 3.000.000. Sorry các bạn, nãy giờ đọc nhiều quá ríu mắt luôn rồi các bạn ơi.
Xiaomi 11T 256 là tặng phiếu mua hàng Thế Di Động 2 triệu hoặc phiếu mua hàng Bách Hóa Xanh 3 triệu hoặc phiếu mua hàng Ava 3 triệu cộng bảo hành 24 tháng 9 tháng, giá là 11.990. Sorry các bạn, nãy giờ đọc nhiều quá, nhiều khi nhìn lộn số tiền các bạn. Các bạn coi chỗ nào mà sai thì nhớ comment cho mình nha. Thật sự rất là vui khi mà mỗi tháng đều có cơ hội đến với Thế Di Động để quay cập nhật giá từng sản phẩm mới một cho các bạn, cũng như là chương trình khuyến mãi nha. Vui lắm luôn. À này, nhìn vô giữa, nhìn vô giữa. Rồi, tiếp theo đến nhà Samsung. Đây, bạn Samsung. Đầu tiên sẽ có Galaxy A22 nè, giá 5.890, hỗ trợ trả góp 0%. A22. Galaxy A32 giá là 6.490, hỗ trợ trả góp 0%. Đây. Màu hồng. Hồng mộng mơ. Galaxy A52. A52 128 giá là 9.290. Giảm giá 700.000 hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 1.050.000 hoặc phí mua hàng Ava 1.050.000 cộng trả góp 0%. Đó. Đây. Galaxy A52. Các bạn, đây là những sản phẩm cao cấp của Samsung nè các bạn. Đầu tiên là Galaxy Z Flip. Tôi không biết tôi làm YouTube bao lâu nữa thì tôi sẽ mua được một chiếc điện thoại Galaxy Z Flip hoặc là Z Phone đây các bạn ơi. Thực sự rên quá trời quá đất luôn. Làm thì không có chú tâm, tháng làm tháng không cập nhật, vậy mà hứa hẹn với khán giả là tháng nào cũng cập nhật. Thiệt, cái thằng này xạo ghê luôn á. Nhớ like và follow nó các bạn. Hoàn tiền free test. Galaxy Z Flip 3 128GB giá là 24.990.000 nè, hỗ trợ trả góp 0%. Đây các bạn ơi, các bạn muốn cầm thực tế trên tay trải nghiệm thì đến trực tiếp tại cửa hàng luôn nha. Không đẹp không mang tiền. Một niềm hạnh phúc nhất của tôi đó chính là tháng nào tôi cũng được cập nhật, cầm trên tay những dòng sản phẩm mới các bạn. Đó, rất là sướng luôn. Ai được như tôi, tháng nào tôi cũng được cầm luôn nha. Chỉ có một số ở iPhone cũng được cầm luôn. Rồi. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có tai nghe Bluetooth Samsung Galaxy Buds 2. Đây. Nó đây các bạn ơi. Rồi, chưa? Đây, hai tai nghe đây nè. Buds 2. Đây, tiếp theo sản phẩm cao cấp tiếp theo đó chính là Galaxy Z Fold 3, giá là 41.990.000. Hỗ trợ trả góp 0%. Nhưng mình nhớ không lầm thì tháng con này trước Tết hay là sau Tết thì một tháng giảm giá rất là nhiều chương trình khuyến mãi các bạn luôn á. Mà tháng này thì không thấy. Ơ chị ơi. Dạ sao vậy anh? Gọi chị ơi, cái nói cái nghe cái nổi dây gà. Đây các bạn. Yes. Yes Phone 3 nha. Đây. Wow. Gặp lại được nè. Đó. Lên. Ghê chưa? Nhìn như giống cái kèn saxophone không các bạn? À. Tuyệt vời lắm. Chết rồi. Tay cầm mà. Đỏ hơn các bạn, mình thao tác một tay vẫn được luôn nha. Hết hồn. Tự một tay cầm máy quay rồi mở nắp con này không được các bạn. Con này thì mình có thể sử dụng một tay được luôn nha. Chuyện nhỏ thôi. Rồi, để đi. Đây, và bên đây chúng ta sẽ có mở bộ ba nhà Samsung quyền năng mới ra mắt các bạn, đó chính là S22 series. Đây có chương trình đặt hàng trước là cái gì nè. Rồi, S22 Ultra giá là 30.990.000 các tình yêu ơi. Dạ đây. Quay qua đây. Sorry các bạn, máy hơi cùi xíu. Nhìn cái camera nhìn như một cửa sổ tâm hồn. 5 camera. Camera này thiết kế nhìn nó giống với con Samsung Galaxy A32 phải các bạn. Đó, nhưng mà mình cầm ngoài nhìn thực tế em thấy cái ống kính nó hơi bự chút xíu. Đây, cái đó là cảm nhận của mình thôi nha. Còn tùy các bạn, mà mình thấy cũng rất là đẹp. Những dòng sản phẩm cao cấp bình thường là đẹp và cũng rất là mơ mộng. Bởi vì ngày nào cũng mơ sở hữu mấy em này mà không có được. Rồi, tiếp theo Galaxy S22 LED nha.
giá là 25.990.000. Dạ đây, các hàng 2 lít. Ủa. Ôi, tôi cầm xúc cái dây luôn rồi. Dạ đây, S22 lít. Rồi, gắn lại. Tiếp theo là S21 FE nha. 21 FE phiên bản 8. Giá là 16.990.000, hỗ trợ trả góp 0% nè. Còn phiên bản RAM 6 giá là 15.990, giảm giá 2 triệu và tặng Galaxy hoặc thu cuối đời mới tài trợ đến 2,5 triệu cộng trả góp 0%. Rồi tôi mới làm một hành động mà không thể chấp nhận được. Đây các bạn ơi, S21 FE. Tất cả các dòng sản phẩm tại Thế Di Động thì đều hỗ trợ trả góp cho các bạn luôn nha, từ giá rẻ, trung cấp đến cao cấp. Đặc biệt sản phẩm mới chính hãng bảo hành 12 tháng, có một số dòng thì bảo hành 18, 24 tháng. Rất là nhiều chương trình khuyến mãi luôn. Hiện tại mình đang cập nhật giá là giá tháng 3 các bạn, giá mới nhất tháng 3 nha. Giá mới nhất tháng 3, tháng 3 này thì có ngày 8 tháng 3 đó. Bởi vậy có rất là nhiều chương trình khuyến mãi và đặc biệt là có phiếu mua hàng đi bách hóa xanh đó. Nếu các bạn muốn coi mình rờ và trải nghiệm thực tế chưa đủ, các bạn thì đến trực tiếp tại cửa hàng luôn nhé. Đây Galaxy A03 nè, giá là 2.990.000, hỗ trợ trả góp 0%. A03. Rồi tháng nào cũng được cầm mấy dòng sản phẩm mới thì cảm thấy rất là kích thích. A12 giá là 4.290.000, cộng trả góp 0%. Đó. Thì cái này mình đang quay trực tiếp tại cửa hàng nên mình ngại các bạn. Mình ngại nên mình nói nhỏ chút xíu các bạn, có gì các bạn ráng lắng nghe giùm mình, không khảm cho mình xíu. Rồi qua đây thì chúng ta sẽ đến với nhà Realme. Nhà Realme này có mới một em mới ra chính là Realme 9 Pro các bạn. Các bạn muốn biết giá với chương trình khuyến mãi của em nó thì comment cho mình dưới nha. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu em 8 cũng như là 8 Pro trước cho các bạn. Realme 8 Pro nè, giá là 8.690.000, hỗ trợ trả góp 0%. Đây. Hình như là tháng nào tại Thế Di Động có dòng sản phẩm mới cho các bạn luôn á. Các bạn kịp để cập nhật hay không? Chắc chắn là không, bởi vì các bạn bận rất là nhiều công việc đúng không? Thì hãy để cho hàng tiền đi test nó lăn xả lăn lộn đến đây cập nhật cho các bạn. Nhớ đừng quên bấm thật là nhiều click click vô like và chia sẻ nha, đừng có click vô dislike. Được sút đít luôn á. Realme 8 nè, giá là 7.290.000 nha, tặng phí mua hàng Thế Di Động 300 hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 450.000 hoặc phí mua hàng Ava 450 cộng trả góp 0%. Realme 8. Bên đây là Realme 9i. Realme 9i giá là 6.490.000 nè, tặng phí mua hàng Thế Di Động điện máy xanh 300 hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 450.000 hoặc phí mua hàng Ava 450.000 cộng trả góp 0%. Tại đây nè, thấy sao cái tình yêu kích thích không? Rất là nhiều dòng sản phẩm để các bạn lựa chọn, nhiều phân khúc giá lắm. Các bạn coi clip của mình rồi thích em nào thì đến đây hốt về liền. Còn không, các bạn có thắc mắc gì cứ đến đây sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bạn luôn nha. Realme C21i nè, giá là 4.290.000, tặng phí mua hàng Thế Di Động điện máy xanh 300 hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 450.000 hoặc phí mua hàng Ava 450 cộng trả góp 0%. Đây thiết kế của em nó đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua tủ trưng bày để mình quay cho các bạn những dòng sản phẩm còn lại nha. Những dòng sản phẩm này thì nãy giờ nó không có ở trên bàn để mô trải nghiệm mà để ở tủ trưng bày nè. Đây nguyên một dãy nhà dầu. Đây là dãy nhà dầu các bạn, gồm có những dòng sản phẩm iPhone 12, 13 giá như thế nào đây. Hết sức bình tĩnh các tình yêu của tôi. Đầu tiên là iPhone 13 nè. iPhone 13 256 giá là 27.990.000 nè, trả góp 0% hoặc phí mua hàng Thế Di Động điện máy xanh 1.8.000 hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 2.7.000 hoặc phí mua hàng Ava 2.7.000, thu cuối đổi mới tài trợ 1,5 triệu, giảm đến 50% gói bảo hành. Wow, Samsung này tháng 3 này chơi lớn chứ, rất là quên sao đi các bạn, lại một cái sai nữa rồi. Mình xin cắt khúc này nha. iPhone tháng 3 này có rất là nhiều chương trình khuyến mãi cho các bạn luôn. Liệu thì có ngụ ý dành cho mấy ông hay không đây ta?
giảm giá nhiều giày để mấy ông tặng mua tặng cho bạn gái nè. Đó, iPhone 13 256 nha. Còn bên đây chúng ta sẽ có 13 Pro 128 thì giá là 30.990.000, trả góp 0% hoặc phí mua hàng thẻ di động điện máy xanh 1.100.000, hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 1.660.000, hoặc phí mua hàng Ava 1.650.000, cộng thu cuộc đổi mới tài trợ đến 1.500.000, cộng giảm 50% gói bảo hành. Đang ở trong cửa hàng các bạn quay trực tiếp nên nói giọng hơi nhỏ xíu nha. Đó, các bạn cố ý nghe nha. Trời, nói lớn quá người ta nhìn ngại lắm. Tiếp theo là iPhone 13 Pro Max 256 nè. Đây, giá là 36.990.000, trả góp 0% hoặc phí mua hàng thẻ di động điện máy xanh 2.000.000, hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 3.000.000, hoặc phí mua hàng Ava 3.000.000, thu cú đổi mới tài trợ đến 1.500.000, giảm giá 50% có bảo hành. Wow, quá là nhiều chương trình khuyến mãi cho các bạn luôn. Đây, Zphone 3 512GB, giá hiện tại là 44.990.000, cộng trả góp 0%. 13 Pro Max 512GB, giá là 41.990, đó, trả góp 0%, hoặc phí mua hàng thẻ di động điện máy xanh 1.600.000, hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 2.400.000. Quá là nhiều chương trình luôn các bạn ơi. 12 Pro 256 nè, giá là 31.490 nè, trả góp 0%, hoặc giảm giá 2.500.000, thu cú đổi mới tài trợ đến 1.500.000, cộng giảm giá 50% gói bảo hành mở rộng thêm 1 năm. Các bạn để ý kỹ nha, các bạn có thấy chỗ chương trình khuyến mãi này có 3 dấu chấm á, là các bạn được áp dụng cả 3 chương trình đó luôn. Còn nếu mà ở trong một dấu chấm mà có chữ hoặc đó là các bạn chỉ được lựa chọn một trong hai thôi nha. Mọi thắc mắc thì cứ nhắn tin comment cho mình nè các bạn ơi, comment thật là nhiều vô, đừng có ngại ngần gì hết. Mình không trả lời thì comment tiếp. Nói vậy thôi chứ bạn comment là mình trả lời liền nha. Không, iPhone 12 64 nè, giá là 22.490 nè, trả góp 0%, hoặc giảm giá 2.800.000, thu cú đổi mới tài trợ đến 1.500.000, cộng giá 50% với bảo hiểm mở rộng thêm 1 năm chính hãng. Ơi, vẫn còn 11 64GB nha. Đó, thì hiện tại có một số dòng sản phẩm đã ngừng kinh doanh tại thị trường rồi. Các bạn có dự định muốn mua sản phẩm nào từ trước mà hiện tại mới có tiền để mua, các bạn cứ comment cho mình nha, mình sẽ báo cho các bạn là hiện tại sản phẩm đó còn kinh doanh hay không nha. Cứ yên tâm có mình đây rồi các bạn ơi, đừng hoảng loạn. iPhone 11 64 thì giá là 16.990, ưu đãi 1.800.000, rất là nhiều ưu đãi cho các bạn luôn. Ý, Galaxy Z Flip 3 128 nè, giá là 24.990.000, cộng trả góp 0%, rất là nhiều luôn. iPhone 12 128 nè, giá là 24.490, trả góp 0%, hoặc giảm giá 3.200.000, thu cú đổi mới tài trợ đến 1.500.000, giảm giá 50% có bảo hiểm mở rộng thêm 1 năm. Renault 6 Pro hiện tại thì đang ra mắt 7 và 7 Pro nha các bạn. Đó, khi nào có máy trải nghiệm demo thì mình sẽ cập nhật giá cho các bạn. Renault 6 Pro giá hiện tại là 18.990 nha, ưu đãi 1.000.000, rất là nhiều máy luôn các bạn ơi. Đây, iPhone SE vẫn còn nha, SE 2020 64GB nè, giá là 13.490, trả góp 0%, hoặc phiếu mua hàng thẻ di động điện máy xanh 1.800.000, hoặc phiếu mua hàng Bách Hóa Xanh 2.700.000, hoặc phiếu mua hàng Ava 2.700.000, thu cú tài trợ đến 1.500.000, giảm giá 50% với bảo hành. Ở V23 5G nè, có rất là nhiều màu các bạn, rất là nhiều màu các bạn lựa chọn. Oppo Reno 5, wow, Reno 5 mà vẫn còn luôn á ta, mình có nhớ lộn ta. Đây các bạn ơi, hàng mới luôn nha, Oppo Reno 5 5G, giá hiện tại là 11.990.000. Và sorry các bạn, mình nhớ lộn thành Reno 4 các bạn ơi, sorry nha. Oppo Reno 5 5G giá hiện tại là 11.990.000 nè. Đó, em một tím xanh. A52s 128GB, giá là 10.990.000, giảm giá 800.000, hoặc phí mua hàng Bách Hóa Xanh 1.200.000, hoặc phí mua hàng Ava 1.200.000, cũng trả góp 0%. Có một tím, một xanh, một trắng, ba màu các bạn. Rất là nhiều máy luôn, rất là nhiều màu các bạn lựa chọn.
Rồi xuống đây một chút xíu chúng ta sẽ có Realme C25S 128GB giá là 4.990.000, tặng phiếu mua hàng thì động điện máy xanh 500, hoặc phiếu mua hàng bách hóa xanh 750.000, hoặc phiếu mua hàng Ava 750.000. À, Realme C25 nha các bạn, C25S Oppo A55 rất là nhiều màu luôn. Đó, đầy đủ các màu, các phân khúc cho các bạn lựa chọn. A12 6GB 2021 giá là 4.690.000 nè, tặng phí mua hàng thì động điện máy xanh 200, hoặc phí mua hàng bách hóa xanh 300, hoặc phí mua hàng A3 300 cộng trả góp 0%. Đó, rất là nhiều màu luôn. Oppo A15 đầy đủ các màu, đầy đủ các phân khúc cho các bạn. Việc của các bạn là gì? Coi clip của mình đó, lựa chọn một em đến đây hốt em nó về. Ui, Realme C11, Realme C11 giá hiện tại là 2.990.000 nè. Redmi 9C giá là 2.990.000. Redmi 9C phiên bản 4128 nè, giá là 3.490.000 nè. Hỗ trợ trả góp 0%. Hai màu, ba màu luôn, bốn màu luôn. Redmi 9C còn bốn màu luôn. Quá trời mẫu luôn. Ủa hình. Ừ đúng rồi, bốn màu nè. Rồi nãy giờ cập nhật nhiều quá hoa mắt luôn rồi, các bạn không cảm cho mình nha. Ôi con Redmi 9A nữa nè, Xiaomi Redmi 9A. Giá 2.490.000. Ồ, Nokia C20. Giá là 2.490.000. Rồi, quay qua trái nè, Quay qua trái. Ok, cảm ơn bạn có clip của mình nha. Mình vừa cùng bạn đến với Thế Di Động để cập nhật giá tất cả các dòng sản phẩm điện thoại tháng 3 này. Các bạn có thắc mắc gì thì comment cho mình ở dưới nha. Đặc biệt tháng 3 này có rất là nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá cho các bạn luôn. Bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều mẫu sản phẩm mới. Nói chung là các bạn có thắc mắc gì thì comment cho mình ở dưới. Nhớ đừng quên bấm thật là nhiều vô like và share. Đừng bấm dislike nha mấy ba.